tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão nhiệt đới Debbie đã lần thứ hai đổ bộ vào đất liền nước này, chỉ vài ngày sau khi tấn công các bang Đông Nam và khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Debbie đổ bộ gần Vịnh Bull, bang South Carolina, cách thành phố Charleston khoảng 20 dặm 35 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh nhất liên tục là 50 dặm trên giờ, khoảng 85 km/h. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo về lũ lụt lớn nhất ở một số vùng của bang North Carolina, South Carolina và Western Virginia. Xoáy lốc do ảnh hưởng của bão Debbie đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, tàn phá nhiều ngôi nhà và trường học rạng sáng ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương, trong bối cảnh cơn bão mạnh này gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều cộng đồng khắp các bang North Carolina và South Carolina. Lốc xoáy tàn phá một ngôi nhà ở thị trấn Lucama, cách thành phố Raleigh của bang North Carolina khoảng 64 km về phía đông. Ít nhất một người đã thiệt mạng trong ngôi nhà này. Theo giới chức địa phương, đây là một trong ít nhất 3 cơn lốc xoáy được báo cáo trong đêm tại bang North Carolina. Lốc xoáy cũng gây hư hại tại trường trung học cơ sở Springfield. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy tiếp tục được đưa ra tại các bang North Carolina và Virginia vào đêm ngày 8 tháng 8. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ có lốc xoáy tại Washington DC, Maryland, North Carolina, Virginia và West Virginia đến sáng ngày 9 tháng 8. Trong khi đó, một đập nước phía bắc thành phố Fayetteville, North Carolina đã vỡ vào sáng ngày 8 tháng 8 khi bão Debbie càn quét khu vực này. Khoảng 15 hộ gia đình đã sơ tán và may mắn không có thương vong. Thống đốc bang North Carolina, ông Joy Cooper cho biết, chính quyền bang đã huy động thêm lực lượng vệ binh quốc gia và các phương tiện để tiến hành công tác cứu hộ tại các khu vực bị lũ lụt. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Debbie đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều ngày 8 tháng 8 với sức gió tối đa duy trì khoảng 55 km/h. Trước đó, bão Debbie đổ bộ vào bờ biển Vịnh, Florida vào hôm 5 tháng 8 với sức gió mạnh lên đến 80 dặm/giờ, khoảng 128 km/h. Sau đó, bão dần suy yếu thành cơn bão nhiệt đới và đi vào bang South Carolina vào rạng sáng ngày 7 tháng 8. Đến nay, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do trận thiên tai này. Tuy nhiên, dự báo cơn bão Debbie sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong nhiều ngày, cùng nguy cơ xảy ra lũ quét nghiêm trọng và trên diện rộng. Theo tin bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, hai áp thấp gần Biển Đông đã hợp nhất ở phía bắc biển Philippines, trong khi áp thấp thứ ba xa hơn về phía đông bắc Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ngoài khu vực dự báo của Philippines, cách Bắc Luzon khoảng 2.105 km về phía đông bắc, sức gió duy trì tối đa 55 km/h với gió giật lên tới 70 km/h. Dự báo bão mới nhất do Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ công bố cho hay, áp thấp nhiệt đới này là 06W đang ở phía đông biển Philippines. Theo bản tin dự báo bão, áp thấp mới nhất ngày 8 tháng 8, vùng áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, vào hồi 6 giờ giờ địa phương, 5 giờ giờ Việt Nam ngày 8 tháng 8, vị trí tâm bão nhiệt đới Marina ở khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 143 độ Kinh Đông, cách cực bắc đảo Luzon 2.230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 65 km/h, giật 80 km/h. Bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Cũng liên quan tới mùa bão ở Thái Bình Dương, trong tuần này, một diễn biến khá hiếm gặp đã xảy ra ở Đông Thái Bình Dương khi có tới 4 cơn bão nhiệt đới cùng lúc hình thành. 4 cơn bão nhiệt đới cùng lúc di chuyển ở Đông Thái Bình Dương gồm Carlotta, Daniel, Emilia và Fabio. Lần gần nhất hiện tượng này xảy ra là cách đây 50 năm, vào tháng 8 năm 1974. Năm 2018, có một số cơn bão cùng di chuyển ở vùng nước biển nóng của Thái Bình Dương nhưng không phải cùng cấp độ. Tuy nhiên, theo tin bão mới nhất của The Weather Network, hiện tượng hiếm gặp này chỉ kéo dài trong vài giờ ngày 5 tháng 8 vì sau đó bão số 4 Daniel hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới và bão số 3 Carlotta suy yếu sau đó sau vài giờ. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC nhận định bão số 6 Fabio có thể bị bão số 5 Emilia hấp thụ do hiện tượng hiệu ứng Fujiwara. Hiện tượng này xảy ra khi hai cơn bão di chuyển cùng hướng tiến gần nhau. Tất cả các cơn bão đang hình thành ở Đông Thái Bình Dương dự kiến không gây ảnh hưởng tới đất liền. Theo dự báo bão mới nhất,
áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, dự kiến mạnh lên thành bão số 5 của mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương ngay trong tối ngày 7 tháng 8. Tin bão mới nhất từ cơ quan thời tiết Philippines, Pagasa cho thấy, ba áp thấp gần Biển Đông bao gồm một áp thấp nằm trong khu vực dự báo của Philippines. Lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8, vùng áp thấp nằm trong khu vực dự báo của Philippines, đang cách Ibayas Batanes của Philippines khoảng 575 km về phía đông bắc. Chuyên gia dự báo bão của cơ quan thời tiết Philippines, Veronica Torres cảnh báo, hai áp thấp còn lại nằm ngoài khu vực dự báo của Philippines, trong đó có một áp thấp có thể phát triển thành bão nhiệt đới. Theo chuyên gia Torres, cả ba áp thấp gần Biển Đông đang tăng cường sức ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam tới thời tiết của Philippines, gây mưa nhiều nơi ở nước này, đặc biệt là Trung, Nam, Luzon và Visayas. Theo bản tin của cơ quan thời tiết Philippines, áp thấp ngoài khu vực dự báo của Philippines đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đang cách Bắc Luzon khoảng 2.005 km về phía đông đông bắc. Áp thấp nhiệt đới này có sức gió duy trì tối đa 55 km/h, với gió giật lên tới 70 km/h. Hiện áp thấp nhiệt đới mới đang gần như không di chuyển. Theo tin bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp Quốc GTVKC của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ, áp thấp nhiệt đới mới được đặt tên là Invest 94W, có khả năng cao mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 24 giờ tiếp theo. Trước đó, Cảnh báo bão Liên Hợp Quốc của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ dự báo khả năng áp thấp mạnh lên thành bão là ở mức trung bình. Cảnh báo bão Liên Hợp của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ lưu ý, điều kiện môi trường đang thuận lợi cho áp thấp nhiệt đới này mạnh lên, với gió đứt thấp. Các mô hình dự báo cũng nhận thấy việc áp thấp nhiệt đới này di chuyển chậm về phía Bắc sẽ góp phần củng cố sự ổn định trong 2 ngày tới. Theo tin bão mới nhất của ABS-CBN News, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vùng áp thấp ở phía Bắc của Luzon, ngoài khu vực dự báo của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới ngay trong tối 7 tháng 8. Sau đó, hệ thống này sẽ được đặt tên quốc tế là Maria, cơn bão số 5 ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Dù di chuyển theo hướng ra khỏi Philippines, nhưng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5 Maria sẽ tiếp tục thúc đẩy gió mùa Tây Nam ở Philippines. Cũng liên quan tới mùa bão ở Thái Bình Dương, tại vùng Đông Thái Bình Dương đang có 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tục hoạt động. Bão số 5 Emilia và bão số 6 Fabio đang tiếp tục di chuyển ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Trong khi đó, bão số 3 Carlota và bão số 4 Daniel đã suy yếu thành áp thấp. Theo dự báo bão mới nhất của Island News, không có cơn bão hoặc áp thấp nào trong số này gây ra mối đe dọa cho quần đảo Hawaii, Mỹ. Bão Emilia đang di chuyển về phía Tây, Tây Nam với tốc độ chậm và dự báo ngoặt về phía Tây, Tây Bắc với tốc độ nhanh hơn trong ngày 7 tháng 8. Dự báo, bão Emilia sẽ mạnh lên trong ngày 8 tháng 8, sau đó suy yếu dần. Trong khi đó, bão Fabio dự kiến bị bão Emilia hấp thụ trong ngày hoặc đêm ngày 7 tháng 8. Trước đó, cơn bão số 4 của mùa bão Đại Tây Dương 2024 có tên Debbie đã đổ bộ vào Brisbane, Florida, Mỹ vào ngày 5 tháng 8. Những trận mưa như chút nước đã gây thiệt hại đáng kể và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng cho đến nay, trong đó có 2 trẻ em. Thống đốc Georgia Brian Kemp đã triển khai 2.000 quân vệ binh quốc gia để hỗ trợ sơ tán và cứu hộ. Hãng tin NHK trích nguồn từ cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất cường độ 7,1 độ Richter đã tấn công phía Tây Nam Nhật Bản vào chiều ngày 8 tháng 8, gây ra cảnh báo sóng thần. Cụ thể, trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 43 phút ngày 8 tháng 8 ngoài khơi tỉnh Miyazaki, đảo Kyushu của Nhật Bản. Tuy nhiên, thông tin cho thấy không có dấu hiệu thiệt hại lớn nào. Theo NHK, cũng không có báo cáo nào về bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất. Trước đó, báo cáo do Ủy ban Nghiên cứu Động đất của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2 tháng 8 cho thấy các đứt gãy nằm ngoài khơi trải dài từ khu vực phía bắc của tỉnh Hyogo đến khu vực Zoetsu của tỉnh Niigata, Nhật Bản. Dự kiến vào giữa năm 2025, Ủy ban Nghiên cứu Động đất của Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố nguy cơ xảy ra động đất trong vòng 30 năm tới tại các đứt gãy này. Báo cáo này là một phần của đánh giá dài hạn được lập nhanh chóng sau trận động đất có độ lớn tới 7,6 độ Richter tại bán đảo Noto vào ngày 1 tháng 1 năm nay để các thành phố ven biển có thể cải thiện các biện pháp giảm thiểu thiên tai. Báo cáo đã xác định được 25 đứt gãy và vùng đứt gãy đang hoạt động có chiều dài từ 20 km trở lên, nơi xảy ra động đất liên tục và dự kiến sẽ xảy ra nhiều dư chấn. Khi động đất xảy ra ở các đứt gãy hoặc vùng đứt gãy, các khu vực ven biển gần đó có thể ghi nhận cường độ địa chấn thấp hơn 6, mức cao thứ 3 trên thang đo của Nhật Bản.
hoặc thậm chí cao hơn và hứng chịu sóng thần ít nhất 1 mét. Báo cáo dựa trên nghiên cứu toàn diện về các cấu trúc dưới đáy biển bằng cách sử dụng sóng âm từ một tàu nghiên cứu. Quy mô của các trận động đất ước tính lần này chỉ dựa trên chiều dài của các đứt gãy và không tính đến tác động của các trận động đất gần đây. Giáo sư danh dự Naoshi Hirata tại Đại học Tokyo, người đứng đầu Ủy ban nghiên cứu động đất của chính phủ Nhật Bản cho biết, hoạt động địa chấn ở bán đảo Noto và các vùng biển lân cận đã tiếp tục diễn ra kể từ tháng 12 năm 2020, đồng thời khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác về động đất mạnh và sóng thần. Ủy ban nghiên cứu động đất của chính phủ Nhật Bản mới xác định 3 đứt gãy gần vịnh Wakasa, ngoài khơi các tỉnh Fukui và Kyoto là đang hoạt động. Nếu động đất xảy ra ở đó, cường độ sẽ đạt khoảng 7,1 đến 7,5. Ủy ban nghiên cứu động đất của chính phủ Nhật Bản đã lần đầu tiên công bố đánh giá dài hạn về các đứt gãy đang hoạt động ngoài khơi Nhật Bản vào năm 2022 cho các khu vực ngoài khơi vùng Đông Nam Kyushu và vùng phía Tây Chugoku. Cơ quan này dự kiến cũng sẽ công bố đánh giá về các đứt gãy đang hoạt động ngoài khơi vùng Đông Bắc Tohoku và tỉnh cực Bắc Hokkaido. Trận động đất vào ngày đầu năm 2024 xảy ra do dịch chuyển của đứt gãy bờ biển phía bắc bán đảo Noto dài khoảng 94 km và một phần của đứt gãy Monzen dài khoảng 38 km về phía tây. Ngoài ra, một phần của đứt gãy rìa phía tây rãnh Tozama dài khoảng 61 km cũng có thể đã dịch chuyển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!